cấm dạy thêm học thêm vẫn là chuyện cấm hay quản. Quý vị thân mến, chuyện dạy thêm học thêm dịp hè không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý mà còn gây nỗi bức xúc trong phụ huynh. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ra văn bản nghiêm cấm các tổ chức cá nhân tổ chức dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường dưới mọi hình thức trong thời gian học sinh nghỉ hè. Văn bản này cũng loại trừ việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 và bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các đội tuyển dự thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nghệ An ra văn bản về vấn đề này. Năm nay, Sở Giáo dục Đào tạo còn cung cấp cả đường dây nóng để người dân phản ánh về vấn đề dạy thêm học thêm để thể hiện sự quyết tâm ngăn chặn vấn nạn này. Cũng như Nghệ An, nhiều địa phương đã ra văn bản cấm dạy thêm như Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng. Vấn đề ở đây có phải là câu chuyện không quản được thì cấm và cấm dạy thêm dưới mọi hình thức có là quy định cứng nhắc? Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định 2499, điều chỉnh thông tư số 17/2012 và coi đây như một văn bản cấm dạy thêm học thêm trái phép. Thế nhưng thế nào là dạy thêm được phép lại là câu chuyện gây tranh cãi, bởi ngay thông tư này quy định còn thiếu rõ ràng, minh bạch. Tại kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2022 do Tổng cục Thống kê công bố cuối tháng 4 năm 2023, ở lĩnh vực giáo dục, mức chi bình quân một năm cho một người đi học là 7 triệu đồng. Trong đó đáng chú ý là chi học thêm chiếm một tỷ trọng khá lớn, tới 16,6%. Điều này cho thấy dạy thêm học thêm vẫn đang là hoạt động chạy ngầm. Lý do học thêm là một nhu cầu lớn trong xã hội và không ít giáo viên coi đây là nguồn thu nhập chính bổ sung và đồng lương ít ỏi. Ngay đầu hè này, báo Lao động cũng đã ghi nhận câu chuyện phụ huynh ở thành phố chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ học hè cho con vì không có người trông nhà và thà cho con đi học thêm còn hơn là ngồi nhà bật máy lạnh xem YouTube, TikTok cả ngày. Làm thế nào để dạy thêm và học thêm không bị biến tướng, trục lợi, đáp ứng quy luật cung cầu của thị trường và trở thành một hoạt động có ích là bài toán mà ngành giáo dục cần đưa ra lời giải. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng trả lời ngay tại diễn đàn Quốc hội rằng một trong những vấn đề là dù thông tư số 17/2012 vẫn còn một số điều khoản còn hiệu lực thì dạy thêm cần phải được đưa trở lại danh mục là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong luật đầu tư thì việc kiểm soát mới rõ ràng. Cho đến nay việc dạy thêm mới nhấn mạnh từ cấm thay vì tìm cách quản. Chỉ có đưa vào luật thì việc dạy thêm học thêm trong vai trò là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới tạo ra sự đồng bộ trong quản lý giữa các địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch và đáp ứng một nhu cầu của cả học sinh và phụ huynh lẫn giáo viên. Miền Tây sạt lở khắp nơi. Quý vị thân mến, mới vào đầu mùa mưa nhưng đã xảy ra hàng loạt vụ sạt lở khắp đồng bằng sông Cửu Long gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Ông Phạm Tấn Đạo, chi cục trưởng chi cục thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho biết trên địa bàn tỉnh mới đây xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Song Phụng, huyện Long Phú. Dân không dám ngủ vì sợ bị cuốn xuống sông. Theo đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6, trên địa bàn ấp Phụng An xảy ra sạt lở một đoạn bờ sông Rạch Mọt với chiều dài 70m, lấn sâu vào bờ khoảng 23m, làm thiệt hại lộ nông thôn, tuyến ống dẫn nước sinh hoạt, đường dây điện, ảnh hưởng đến lưu thông đi lại và sản xuất của bà con trong khu vực. Ông Đạo cho biết hiện nay đang vào mùa mưa và xung quanh nơi đây đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt, trong khi dòng chảy ở khu vực sông này rất lớn, khả năng trong thời gian tới sạt lở tiếp tục xảy ra. Tương tự tại tỉnh Hậu Giang, tình hình sạt lở đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi như huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy. Riêng tại huyện Châu Thành, từ giữa đến cuối tháng 5 năm 2023, xảy ra ít nhất 3 vụ sạt lở bờ sông làm ảnh hưởng nhà cửa người dân, hàng trăm mét đường giao thông bị chia cắt. Tại tỉnh Tiền Giang, cuối tháng 5, đoạn đường huyện 54B cặp sông Ba Rài dài hơn 50m thuộc xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy bị sạt lở xuống sông. Vụ sạt lở đã chia cắt làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là vào thời điểm đang thu hoạch trái cây. Trước đó trên sông Trà Lọt thuộc xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè cũng xảy ra một vụ sạt lở khiến cho việc đi lại của hàng chục hộ dân gặp khó khăn. Thậm chí là ông Nguyễn Văn Tiến, nhà nằm ngay sát bên điểm sạt lở, đã không dám ngủ trong nhà vì lo sợ bị cuốn xuống sông bất cứ lúc nào. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, trong những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch của tỉnh Tiền Giang ngày càng nghiêm trọng với quy mô, mức độ lớn, có xu hướng gia tăng một cách đáng lo ngại. Tình trạng sạt lở diễn ra tại các tỉnh Long An, An Giang làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người dân. Giải pháp chỉ mang tính chữa cháy. Ông Nguyễn Văn Kiệt, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, qua khảo sát và nhận định của ngành chuyên môn, tất cả các điểm sạt lở gần đây đầu năm đều do ảnh hưởng của dòng chảy. Nói về giải pháp, ông Kiệt cho biết sẽ tập trung tuyên truyền hạn chế xây dựng nhà trên những tuyến có nguy cơ sạt lở cao,
để đảm bảo tính mạng, tài sản và hạn chế tối đa khu vực sạt lở. Tại tỉnh Tiền Giang, các giải pháp đang tập trung vào việc làm kè chống sạt lở. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, trong năm 2022, Sở đã tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho chủ trương xử lý 135 điểm sạt lở với chiều dài gần 9.000 m với kinh phí hơn 150 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm qua, Ngân sách Trung ương cũng đã hỗ trợ tỉnh Tiền Giang xây dựng 16 dự án kè sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài là 9,8 km, tổng chi phí là hơn 517 tỷ đồng. Tương tự, tỉnh Long An cũng đề xuất một số giải pháp công trình. Ông Võ Kim Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An cho biết đã có văn bản kiến nghị các bộ ngành trung ương xem xét tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ bố trí ngân sách từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 hỗ trợ cho tỉnh thực hiện các dự án xử lý sạt lở cấp bách trên địa bàn tỉnh. Ông Tô Hoàng Môn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, vừa cùng lúc với các ngành khảo sát một số đoạn kênh rạch tại Chợ Mới và thành phố Long Xuyên để tìm hiểu nguyên nhân, cũng như đề nghị các địa phương chủ động phòng tránh sạt lở. Tôi đã yêu cầu các địa phương phải tìm cách hạn chế phương tiện tải trọng lớn lưu thông ở khu vực kênh rạch và cảnh báo sạt lở ở những khu vực có nguy cơ. Theo ông Môn, do các kênh rạch nhỏ không nằm trong cảnh báo và cũng không có phương tiện chạy mô hình đáy sông nên không biết được nguyên nhân sạt lở. Tuy nhiên, qua quan sát, các khu vực kênh rạch bị sạt lở gần đây có thể là do đoạn cua cong, dòng chảy đi sát bờ, cộng với các phương tiện lớn lưu thông nhiều dẫn đến sạt lở. Đối với các kênh rạch nhỏ, tôi đã yêu cầu các địa phương quan tâm nhiều hơn để hạn chế sạt lở. Khai thác cát bừa bãi là nguyên nhân chính. Phó giáo sư tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ cho biết, sạt lở ngày càng gia tăng ở đồng bằng sông Cửu Long có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là do thời tiết ngày càng cực đoan hơn, mưa nắng thất thường, làm cho đất khô, sau đó là ngậm nước, khiến cho cấu trúc lỏng lẻo dẫn đến dễ sạt lở hơn. Tình trạng phù sa từ thượng nguồn đổ về đang thiếu, dẫn tới thiếu bùn cát, dòng sông thiếu bùn cát sẽ ăn vào bờ. Tuy nhiên cũng có nguyên nhân từ con người như hoạt động xây dựng ngày càng nhiều, làm tải lượng lên bờ sông nhiều hơn, đặc biệt là tình trạng khai thác cát, trong đó có khai thác cát phục vụ các công trình giao thông ngày một nhiều và tình trạng khai thác cát lậu. Khai thác cát chỗ này nhưng gây sạt lở ở chỗ khác. Việc khai thác cát làm thay đổi địa mạo lòng sông khiến cho thay đổi dòng chảy, từ đó gây sạt lở. Khai thác cát quá sâu đã tạo ra nhiều hàm ếch nguy hiểm mà vừa rồi các vụ sạt lở ở Vĩnh Long đã cho thấy điều đó. Theo ông Trí, cần có nghiên cứu tổng quan về hiện trạng và nhu cầu khai thác cát để có giải pháp phù hợp. Đối với xây dựng công trình, nhà cửa, cần có một quy hoạch bài bản về việc người dân không xây dựng ven sông thì xây dựng ở đâu. Ngoài ra cần xác định vùng nào dễ bị tổn thương, dễ bị sạt lở, có đơn vị khoa học của nhà nước tổ chức nghiên cứu, từ đó đưa ra khuyến cáo phù hợp. Muốn làm được điều này thì cần có hệ thống quan trắc ổn định lâu dài ở cả lòng sông, bờ sông, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai để đoán được những việc xảy ra. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.